chị. Bây giờ thì chúng tôi kính mời quý chị trở lại chương trình ngày hôm nay với niên trưởng Phạm Bá Khoa. Thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi dùng những bài văn, bài thơ của miền Bắc đó. Dạ. Ví dụ bây giờ tôi chỉ trích cái chế độ đó. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không đủ, không bằng, không có sâu sắc bằng chính những cái người mà trong cái hàng ngũ đó. Họ nhìn thấy tất cả trong ruột, trong gan của từ cái lãnh đạo của họ cơ. Yeah. Thành ra khi mà họ có bị, có như là bị đã lừa gạt để đi vào mà trên xâm nhập vào cái chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, mà mang cái tâm hồn đi đến rất là trong sáng, đi đến để mà giúp cho cái người dân, để mà gọi là giải thoát người dân. Nhưng mà thật sự khi mà họ nhìn ra được rồi thì không phải vậy. Yeah. Không cần ai nói hết, chỉ cần nhìn dùng con mắt của họ và nhìn cái đời sống của người dân khi mà họ tiếp xúc thì họ mới nhận ra được việc đó. Đó là họ mới nổi giận cái sự mà oán hận từ trong lòng họ. Họ mới là dựng lại tất cả bằng cả cái tâm hồn của họ trong những cái lời văn, lời thơ. Thành ra tôi dùng những bài văn, cái bài thơ của họ rồi để nói đến cái tột cùng, cái sự đau đớn, cái sự giằn xé của họ khi mà cảm thấy bị lừa gạt để rồi đi qua được, để mà đi vào được trong cái miền Nam, để mà nhìn thấy cái người dân miền Nam cái cuộc sống hoàn toàn khác. Yeah. Đó là cái lý do mà tôi tìm đi những cái bài đó. Và yeah, tôi tìm có những bài không có hình, tôi phải đi tìm tất cả nhiều để mà có được cái hình, những yeah, cái hình của mấy người đó. Yeah. Giả thứ bây giờ là tác giả của cái bài thơ thưa cô bé này, cái gọi là con là Thùy Dung, cô bé 16 tuổi bán bánh mì. Mà khi tôi xin trở lại một chút xíu ở câu của ông Trần Đức Thạch, thưa quý vị rằng sau khi mà về nghỉ hưu rồi đó, thì ảnh ở tại Nghệ An, ảnh viết hàng trăm cái bài thơ, mà tất cả những cái bài thơ đó thì tôi đọc được cũng khoảng vài chục bài thôi chứ không có hết. Yeah. Nhưng mà một cái người viết đó là nói rằng khoảng hơn 100 cái bài thơ. Yeah. Thì chính vì cái chỗ viết bài thơ này mà ảnh hai lần bị tù. Lần đầu tiên đó là 3 năm từ 2008 đến 2011, như 3 năm tù. Yeah. Tội chống phá nhà nước. Yeah. Qua những cái lời thơ mà ảnh vừa oán hận mà vừa lại là coi như là xin lỗi cái người Việt Nam Cộng Hòa cũ. Dạ. Và rồi cái lần thứ hai này đó là ảnh bị bắt vào đầu năm 2020, và đến khi ra tòa bị xử thì phạt 12 năm tù, tức là 2020 cho đến 2032, tức là hiện giờ ảnh còn ở trong tù. Dạ. Và bây giờ thì sang cái bài của cô bé Thùy Dung, cô bán bánh mì 16 tuổi. Tôi đọc cái lời thơ của cô bé này thấy mà cảm động lắm. Có thể nói rằng là một cô bé 16 tuổi làm sao mà có được những cái suy nghĩ đó được, để mà mình đưa cả cái tâm hồn của cô bé vào ở trong cái lời thơ, mặc dù lời thơ không có trao chuốt mỹ miều. Dạ, dạ. Thế nhưng mà cái ý nghĩa của cái bài thơ, thưa quý vị, xin vào bài. Dẫn nước thì đã ngã nghiêng, lòng dân thì cứ lặng yên như thế này. Làm sao mà dẫn nước đổi thay, khi mà dân cứ ngủ ngày, ngủ đêm, ngủ như một kẻ say mềm, để quên hết cả niềm đau tháng ngày. Ngủ đợi dẫn nước đổi thay, đến khi mất nước làm nô lệ tàu. Ngủ để dân tộc bể dâu, mặc cho con cháu về đâu thì về. Ngủ để mất nước, mất quê, đến khi mất cả tình người Việt Nam. Ngủ để dân tộc lầm than, đến khi thức giấc gian nan vẫn còn. Ngủ để khổ cháu, khổ con, đến khi nước Việt không còn là sao? Ngủ vậy cho đến khi nào? Đến khi tàu cộng nó vào, có đúng không? Ngủ để hưởng những bất công, đến khi nước mất, diệt vong giống nòi. Ngủ để quên hết kêu đòi, đến khi tiếng nói không còn của dân. Ngủ để thành kẻ vọng nô, đến khi dân diệt thành nô lệ tàu.
rồi một đoạn văn: nếu hôm nay chúng ta cứ ngủ mãi ngủ mê trên những chiến thắng của năm xưa mà quên đi những gì đang diễn ra hôm qua, hôm nay thì dân tộc này sẽ phải bị diệt vong. Các ông bà ơi, bởi vì Bác và Đảng Cộng sản không thể nào đưa dân tộc Việt Nam đến thiên đường được đâu. Vì thiên đường của Bác, của Đảng chỉ là cái bánh vẽ mà thôi. Đừng có ngủ say, đừng có nằm mơ để được hưởng cái bánh vẽ đó. Vì cái bánh vẽ đó là nó không có thật, mà Đảng dùng nó để dối gạt người dân theo họ. Nếu chúng ta cứ đặt niềm tin vào Bác, vào Đảng, rồi một ngày không xa chúng ta sẽ mất tổ quốc, mất dân tộc. Con muốn nói với ông bà, với mọi người như thế này: thức dậy đi dân Việt ta ơi, dân tộc ta thiệt thòi lắm rồi. Đừng ngủ say mộng mị nữa, hãy thức dậy cứu mình đi thôi. Rồi cô bé lại một đoạn văn khác: Đảng Cộng sản đã tiếp tay cho Trung Cộng tàn phá đất nước chúng ta quá nhiều rồi. Nếu dân Việt chúng ta không thức tỉnh để gìn giữ quê hương đất nước thì con cháu ta sẽ gánh chịu hậu quả mà lỗi lầm là do chúng ta gây ra. Nếu ai còn nghĩ đến quê hương đất nước này là của chúng ta thì hãy gọi nhau thức dậy để cùng gìn giữ nó cho con dân, con đàn con, đàn cháu như tổ tiên đã từng giữ cho chúng ta hàng ngàn năm trước vậy. Có những người dân bị lãnh đạo Đảng và nhà nước Cộng sản gọi là điên, là khùng, nhưng chính những người đó lại là những người tha thiết được gìn giữ quê hương, được bảo vệ dân tộc này. Và những người đó chẳng những mong muốn nó mãi mãi là của người Việt Nam mà còn mong muốn xã hội này sẽ phát triển cường thịnh như các quốc gia giàu có chung quanh chúng ta. Đó là suy nghĩ của con, của một con bé 16 tuổi sống với nghề bán bánh mì trên dải đất có dạng hình cong chữ S, được gọi một cách thân thương đó là quê hương Việt Nam của con. Con kính chào tất cả. Thưa quý vị, đó là hết bài thơ của Thùy Dung, cô bé 16 tuổi. Phải nói rằng là cô bé, mình không có nghĩ được rằng tại sao cái chừng này tuổi mà cô có được những cái suy nghĩ như thế, mà để mạnh mẽ dám nói mọi người như thế. Thì tôi cứ biết rằng là nghĩa là như vậy thì những người mà đọc được, nghe được cái bài thơ này rồi có khi nào nghĩ lại mình không? Đó là những cái người mà gọi là đang trong cái giấc ngủ mà cô bé này nói tới đó. Kính thưa quý vị, qua lời trình bày của niên trưởng thì quán thấy rằng hiện tại trong đất nước Việt Nam bây giờ thì cũng có rất nhiều những người trẻ cũng có những cái tư tưởng mà mình có tình cờ mình đọc được ở trên hệ thống internet á. Thì mình cũng cảm thấy có một cái suy nghĩ rồi một cái đau lòng lắm, là tại vì có những niềm tin, có những ý thức như vậy nhưng mà có thực hiện được hay không? Là tại vì không có một cái thế lực nào hỗ trợ và cũng không có một gọi là một cái hội đoàn, một nhóm nào để mà có thể phát triển ra những cái tinh thần này. Thật ra đó thì cũng được, cũng có những cơ hội thì tôi cũng xin trình bày. Chính vì cái chỗ này đó, khi tôi phân tích là những cái thành phần, thứ nhất á, là khi mà tôi làm cái bản nghiên cứu để tôi xem coi cái thành phần nào mà có thể để đứng lên để mà tiêu diệt cái chế độ này đó. Thì đầu tiên hết là cái Đảng Cộng sản. Nó để coi nó có tự cái vấn đề mà nó chuyển đổi được hay không. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là quân đội của Cộng sản. Cái thứ ba đó là cái xã hội dân sự ở Việt Nam. Cái thứ tư là những tổ chức của ở trong nước và tổ chức của Việt Nam mình về để tổ chức ở trong nước. Rồi cái đến cái thành phần thứ năm đó là thành phần hải ngoại. Và thành phần thứ sáu là
liệu có quốc gia nào giúp được mình để làm cái việc này hay không? Thì trong 6 cái thành phần này, sau khi chúng tôi mà phân tích ra rồi để đi đến kết luận, thì kết luận tôi nó chỉ có cái quân đội mà có thể làm được cái công việc này. Mà tại sao? Cộng thêm nữa là trong cái khi mà phân tích đó, thì tôi gom góp rất nhiều cái tài liệu chính của những cái người, thí dụ như cái anh đại tá Phan Huy, anh bỏ đảng, và cái anh mà Châu Hiền Lý, hay là cái bà mà Trần Thanh Vân mà chúng tôi trình bày hôm rồi đó. Thì chính những người ở trong cuộc đó, trong đó có một cái người ở trong một cái viện mà nghiên cứu, thì nói rằng cái viện nghiên cứu thật sự của nó như thế này, là cái viện nghiên cứu này, ông này cũng nói rằng năm nào đây thì đầu năm cũng được một cái lệnh của đảng để ra để nghiên cứu về cái đề tài gì gì đó, làm cái bản nghiên cứu. Xong được cái bản nghiên cứu này đó, thì mỗi tác giả nào đó, thì là mỗi người lãnh đạo của cái trung ương đảng đều có tên trong này hết. Có khi là một cái bản là có thêm cái người tác giả rồi mà cộng thêm một người hoặc hai người nữa là ké vào. Để làm chi? Khi mà vào mà ông nói rằng là có khi họ không nhớ được cái tựa của cái bản nghiên cứu nữa, chứ đừng nghe nói mà cái chuyện mà đọc cái bên trong. Thế nhưng mà khi mà được chấm cái cuối cùng rồi, cái hội đưa ra cái hội đồng để chấm rồi ra là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, xong rồi là được thưởng tiền, thì những cái người mà ké vô này nó mục đích để chia tiền của cái này nè, tức là thay vì mà cái người tác giả thì bây giờ ké thêm hai người nữa, tức là chia làm ba, là khá như thế. Xong rồi cho vô tủ cất, tức là không có cái này, nó không có giá trị gì để mà tung ra ngoài hết, mà chỉ làm cho có thôi. Thì như vậy anh mới nói rằng là tôi cảm đoàn với quý vị, 95% trong cái viện nghiên cứu này, nếu mà có một cuộc đứng dậy là họ đứng theo liền. Đó, đến cái mức như thế. Thì trong quân đội cũng vậy, thì nhiều cái bài viết cũng đều nói đến cái vậy. Nghĩa là có người ở trong đó, những cái người có đủ can đảm thì người ta trình bày lên, còn những người không đủ can đảm không trình bày lên. Thành ra từ cái chỗ đó, chúng tôi mới đi đến cái kết luận rằng là chỉ có thành phần quân đội mới có thể đứng lên được. Tại vì trong cái chế độ này mà không có thể rằng là cái người không có súng mà đứng lên được đâu, nó sẽ bị chết. Và chứ là cái gọi là cái thanh bảo kiếm, là công an là cái thanh bảo kiếm của bên đấy, là tụi nó bắn giết hết. Vì vậy mà vấn đề là, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chỉ có cái thành phần quân đội của họ. Chính vì vậy mà tôi viết cái thơ gửi cho người lính cộng sản đó. Thì ngày hôm qua tôi gửi cái thơ đó là thơ thứ 127, tức là 127 tháng rồi, mà mỗi một tháng tôi có một cái, hai cái thơ hoặc ba cái thơ, tức là bây giờ khoảng được 250 cái thơ. Cố gắng tôi làm cái việc đó, nghĩa là chỉ là một mình tôi thôi, thì tôi từ khi mà 80 tuổi tôi không có tham gia tổ chức nữa. Tôi sợ rằng là cái lúc mà mình không có kiểm soát được cái sự suy nghĩ cũng như cái lời ăn tiếng nói của mình đó, thì có thể ảnh hưởng đến cái tổ chức. Nhưng mà nếu mình hoạt động một mình có gì thì mình chịu lấy cái đó. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Niên Trưởng rất nhiều. Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mượn ý của một cán bộ, một người lính của bên chế độ miền Bắc. Thì ở đây là cái lứa tuổi trung niên, họ xin ngàn lần, xin triệu lần chịu tội trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu. Và một cái ý tưởng mới của người trẻ hơn thì chúng ta có thêm những cái niềm hy vọng, đó là thức dậy đi dân Việt ta ơi, dân tộc ta thiệt thòi lắm rồi, đừng ngủ say mộng mị nữa, hãy thức dậy cứu mình đi thôi. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần kế tiếp. Phạm Bảo Hòa xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và cùng những gia đình luôn được bình an, nhất là trong cơn đại dịch này. Xin hẹn với quý vị kỳ tới và xin kính chào quý vị. Ai trở về xứ Việt nhắn dùng ta, người ấy ở trong tù, nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết dài lắm không đằng đằng mấy mùa.